Sau đây, Đức cha Giuse giám mục giáo phận sẽ công bố tiến trình thành lập dòng Mến Thánh Giá Đà Nẵng. Đồng thời, Ngài cũng có đôi lời nhắn gửi đến cộng đoàn dân Chúa giáo phận, đặc biệt là các tân chức trong dịp trao ban tác vụ linh mục này. Chúng con kính mời Đức cha. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, giáo phận Đà Nẵng chúng ta hiện có dòng thánh Phaolô tỉnh dòng Đà Nẵng mạnh mẽ và phát triển. Có một số cộng đoàn các nữ tu thuộc các dòng thuộc Tổng giáo phận Huế và giáo phận Quy Nhơn, còn có cộng đoàn chị em Tông Đồ La Vang. Nhưng qua tâm tình của quý linh mục và dân Chúa, muốn giáo phận chúng ta có thêm dòng Mến Thánh Giá Đà Nẵng, qua suy tư, cầu nguyện, lắng nghe, bàn hỏi và đề nghị, đã được dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn đồng ý cử chị em đồng hành để giúp đỡ đào tạo cho tới ngày dòng Mến Thánh Giá giáo phận hiện hữu. Theo hướng dẫn của giáo hội, ngày hôm nay, với tư cách là mục tử giáo phận Đà Nẵng, tôi tuyên bố chính thức thiết lập Hiệp hội Mến Thánh Giá Đà Nẵng để tiến tới Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Nẵng. Xin mời cộng đoàn vỗ tay để chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu chị Maria Võ Thị Tuyết, Tổng phụ trách Hội dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn. Cùng các chị em trong ban tư vấn của Hội dòng, đặc biệt ba nữ tu, chị Marta Nguyễn Thị Trung hiện là Tổng cố vấn dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn. Chị Katarina Thái Thị Hay, chị Anna Lưu Thị Thủy Trang là ba chị được chị Tổng phụ trách bổ nhiệm đồng hành hiện diện với giáo phận Đà Nẵng. Hiện tại, quý chị em sẽ ở cơ sở đào tạo đầu tiên tại căn nhà nơi Đền Thánh Chân Phước Andre Phú Yên Phước Kiều sẽ là nơi đào tạo và huấn luyện các đệ tử. Hy vọng vào một khởi đầu mới cho giáo phận Đà Nẵng, rất mong được quý cha quản sứ, quản nhiệm, quý cha trong ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ và cộng đồng dân Chúa khích lệ các em nữ tại các giáo xứ trong ngoài giáo phận khi các em muốn dâng mình cho Chúa và giáo hội, chọn lựa Hiệp hội Mến Thánh Giá Đà Nẵng để tiến tới là các nữ tu dòng Mến Thánh Giá giáo phận Đà Nẵng. Xin chân thành cảm ơn Đức Giám mục giáo phận Quy Nhơn đã đồng ý. Xin chân thành cảm ơn chị Tổng phụ trách, quý chị trong ban tư vấn và ba chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn đã đồng ý giúp đỡ cho một khởi đầu mới của giáo phận Đà Nẵng. Khởi đầu nào trong giáo hội cũng sẽ trải qua những khó khăn thử thách ban đầu, nhưng chúng ta tin vào tình thương của Thiên Chúa, mong ước của chúng ta và cùng hiệp nhất trong tin mến để hy vọng cho sự phát triển của giáo phận Đà Nẵng chúng ta là hiệp nhất, sống đức tin để loan báo tin mừng.